tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì hôm nay em xin hướng dẫn mọi người cách mình có thể là kết nối chiếc máy Inbuilt XPK300L này với là cổng LAN. Thì các bước tiến hành thì mình sẽ làm như sau. Đầu tiên thì mình phải biết được cái địa chỉ IP mặt tiền của máy ban đầu là bao nhiêu ha. Thì hầu như là chiếc máy Inbuilt này á, thì ban đầu là nhà sản xuất là người ta tắt cái chế độ DHCP, nên thành ra là lúc mà mình cắm dây LAN vào để in test thì nó chưa cấp được, nên thành ra mình muốn phải đầu tiên mình phải biết được cái địa chỉ IP của nó bao nhiêu thì để mình tiến hành biến đổi để cho nó giống với lớp hàng của mình, để cho mình có thể là tiến hành mình kết nối. Thì để mà mình muốn biết cái thông số với là địa chỉ IP của nó như thế nào thì các bạn làm theo hướng dẫn của mình ha. Thì đầu tiên là mình tắt nút nguồn ha, tắt nguồn đi ha. Mình một tay mình nhấn giữ nút fix này, đây có một nút ở ba đèn này, có một nút chỉ có duy nhất một nút này, cho mình mở nguồn lên thì đợi gần tầm 3 giây thì mình thả tay ra thì giấy nó sẽ đây, thì giấy nó sẽ in test ra. Thì trong cái khổ in test này nó sẽ có thông tin về địa chỉ IP của máy, mọi người có thể nhìn xem tốc độ in là cổng kết nối này. Rồi đây là địa chỉ IP của nó là 192.168.123.100, đây là địa chỉ IP mặc định nha mọi người. Chế độ DHCP là được disable là tắt này, thành ra là mình sẽ đổi cái IP của chiếc máy build này với lại cho nó giống với lớp mạng ở trên mình. Thì để đổi thì mình sẽ sử dụng mình cắm một đầu dây vào chiếc máy build, cắm một đầu dây mạng vào chiếc máy build ha, mọi người cắm một đầu vào máy build và phía sau có cổng LAN nhá, cổng cáp RJ45 nhá. Rồi đầu còn lại thì mình sẽ cắm vào máy tính, sau đó mình sẽ tiến hành thao tác. Thì bây giờ em sẽ cắm vào máy tính và thao tác cho mọi người luôn. Lúc này em có nói là một đầu kia mình cắm vào cái cổng kết nối phía sau của máy Inbuilt ha, Xprinter ha. Một đầu còn lại mình sẽ kết nối với máy tính. Tại vì do là lúc mà em kết nối với máy tính thì không có bảng, nên thành ra là em không thể quay được màn hình cho mọi người xem nó kỹ hơn. Thì mọi người chịu khó nhìn qua màn hình điện thoại giúp em ha. Rồi, thì tiếp theo thì mình sẽ phải đổi cái địa chỉ IP của máy tính này cho nó cùng lớp mạng với lại địa chỉ IP của máy Inbuilt. Hiện tại là em đang bắt wifi thì em phải kết nối wifi ha. Rồi thì sau đó thì mình để vào đổi địa chỉ IP cho nó cùng lớp mạng thì mọi người click chuột phải vào cái biểu tượng mạng nhé ha, internet này mình đổi ha. Đây mọi người vào property ha, tới ngay cái vị trí protocol internet protocol version 4 nhá. Nó có hai cái của version 4 và version 6. Thì đây nó sẽ đang tại máy tính em đang bắt wifi đấy, nó sẽ tự động lấy địa chỉ IP của bạn. Giờ mình sẽ tích sang là mình nhập địa chỉ IP. Thì những lúc này mọi người nhớ là địa chỉ IP của máy là 192.168.100.123. Để em lấy lại cái địa chỉ IP của mình xem. .123.100 thì mình phải đổi cái máy tính của mình nó sẽ cùng lớp mạng với cùng lớp mạng, mà nhưng nó phải khác cái số đuôi này nha mọi người. Cái này đang là 100 thì mình cứ để là 2 hoặc là 3 gì đó đi, nó miễn sao nó khác 100 là được ha. Rồi tiếp đây là xuống Denmark thì mình sẽ lấy luôn cái lớp, đây là lớp C ha. Rồi default gateway thì mình phải nhập đúng theo cái ở trên này đó, là 192.168 này, .1 này, và .123 này, .1 này, đây là default gateway. Thì để mình kết nối với lại là chiếc máy thì mình có thể là test thử xem từ cái máy mình với lại máy build là có kết nối chưa. Thì mình mở cái run CMD lên, mình ping tới cái địa chỉ IP của máy .168.123.100, thì đây là địa chỉ IP của máy nha. Thì mình kiểm tra thử xem có kết nối chưa thôi ha. Đó, sau khi đã có kết nối rồi thì nghĩa là máy tính và máy build là có kết nối với nhau. Thì mình tiến hành vào mình đổi cái địa chỉ IP đi ha. Thì hiện tại lớp mạng của bên em là đang là lớp C với có địa chỉ IP là 192.168.1 và phía sau đó thì em sẽ đổi chiếc máy này cho nó tương tự như vậy luôn ha. Thì mình có thể là nhập địa chỉ IP của chiếc máy này vào đây 192.168 này .1, để đổi thì mình sẽ nhập đến thêm không cũ đây nha. Mình mở cái trình duyệt lên, sau đó mình nhập cái địa chỉ IP mặc định của máy vào đó 192.168 thì nó sẽ ra được cái giao diện cấu hình của chiếc máy Inbuilt. Đây là thông tin của máy ha. Rồi thì để mình vào mình config mình đổi đi. Thì đây là điều mình có thể là bật cái chế độ DHCP lên, hoặc là mình muốn không muốn thì mình
Đây, thì em kiểm tra lớp mạng của em thì địa chỉ 192.168.101 thì đang trống. Nên em sẽ lấy cái địa chỉ này. Đây, mình sẽ thay đổi này. Địa chỉ thì phía trên này mình sẽ cùng với lấy lớp mạng của mình với xài số đuôi này là chưa có thiết bị nào sử dụng nha. Đây, hiện tại thì lớp mạng của bên em thì đang là 192.168.1 và phía sau là lớp C. Đây, số cái mạng mình sẽ điền như vậy. Tùy theo mọi người, ví dụ như lớp A, lớp gì đó thì mình có thể sau đó mình lưu lại. Đây, đó là lưu thành công ha. Thì bây giờ em sẽ tiến hành in test ở trên chiếc máy này thì mình có thể là xem cái địa chỉ mới của máy. Thì nhưng lại lúc này mọi người nhớ là cái in test thì cách đó em sẽ tắt máy ha. Nhấn dừng nút fit này, bật máy lên này, tay vẫn dừng nút fit này, cỡ 3 giây bị thả tay ra này, lưu nó sẽ chạy ra này. Đây, mọi người xem là địa chỉ IP thì em sẽ đã đổi rồi đó. Thì sau khi mà em đã đổi rồi á thì nghĩa là chiếc máy đây đã cùng lắp màng với lại màng văn phòng mình rồi. Thì tiếp theo thì em sẽ lấy cái đầu này, em sẽ cắm vào cái hệ thống màng của mình nha. Rồi em sẽ cắm vào hệ thống màng của mình và em sẽ bắt wifi máy này hoặc là kết nối mạng máy này, rồi sẽ in test cho mọi người xem thử nha. Rồi mọi người đợi em một chút. Như video trước thì em đã hướng dẫn cho mọi người cách mình có thể là đổi cái địa chỉ IP trên máy InView ha, để cho nó trùng với cái địa chỉ IP trùng với cái lớp mạng ở trong cái công ty của mình. Thì tiếp theo thì em hướng dẫn mọi người cách là mình cài driver cũng như là kết nối với máy. Thì để cài driver, mọi người có thể là tải cái driver đó về ở trên trang thế giới mạng vật.com giúp em ha. Đây, mình vào cái mục hỗ trợ kỹ thuật này, driver này, phía trong này mình kéo xuống dưới mình có thể thấy đây máy InBuild Printer, mọi người tải cái driver đó về thì click vào để tải về. Thì đỡ làm mất thời gian của mọi người thì em đã tải sẵn ở trên màn hình rồi ha. Đó, sau đó thì mình có thể là click đúc vào để mình cài đặt nè, bấm Z nè, rồi chọn Access nè, Network nha, Install nè, rồi Finish nè. Đúng, nó hiển thị ra thì mọi người chọn giúp em là XP80C ha. Đây, thì nếu mà không phải cổng USB thì mình chọn order là cổng khác ha. Tại vì mình đang sử dụng là cổng LAN. Rồi sau khi mà mình đã xong cái bước cài đặt driver thì mình tiếp theo là mình cài đặt cái cổng cho máy. Thì mình cài đặt cổng bằng cách là mình add thêm một cái cổng mới ha. Cổng LAN thì mình chọn là TCP IP này. Đó, new port này. Net nha. Địa chỉ IP mà lúc hôm qua em đặt lúc này em đặt là 192.168.1.101 là cái, đây là cái địa chỉ mà em đổi ở trên máy InBuild nha. Mọi người có thể mình bấm net để cho nó tìm kiếm cái địa chỉ IP đó. Rồi sau khi nó thả tìm kiếm xong thì mình bấm net tiếp cho em ha. Rồi net tiếp, finish. Ok, mình tiếp chọn vào cái địa chỉ IP mình mới cái cổng mình vừa mới chọn rồi áp lực. Ok ha. Rồi mình có thể là vào để mình in test xem thử driver máy nó đã kết nối được với máy chưa ha. Mình vào lại cái phần driver ha. View device and printer này. Chọn tới cái máy lúc nãy mà mình vừa cài ha, XP80C này. Đây, bấm in test. Đó, như vậy là build ở trên máy tính đã ra. Đó, như mọi người có thể thấy là build ở trên máy tính build ở trên máy in đã ra. Thì coi như cái bước mà kết nối cài đặt driver đã thành công. Thì bước tiếp theo là mọi người vào cái phần mềm của mình rồi vào cái trang quản lý bán hàng, mình có thể là in build để tính tiền cho khách. Thì cái quá trình mà cài đầy gồm hai bước. Một đó là mình phải đổi cái địa chỉ IP ở trên máy InBuild để cho nó trùng với cái lớp mạng ở trong công ty của mình. Thứ hai đó là mình cài đặt driver cũng như là tạo một cái cổng còn LAN ở trên driver để mình kết nối. Như vậy là đã xong. Nếu mọi người có thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ thêm, mọi người có thể liên hệ tới số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào trang web thế giới mạo vật.com để phòng kỹ thuật có thể là sẵn sàng hỗ trợ tất cả mọi người. Em xin cảm ơn. Nếu mọi người thấy video này hữu ích, mọi người có thể nhấn like và subscribe kênh YouTube để ủng hộ cho tụi em. Xin chào tất cả mọi người.